3, 4, 5, 6, 7, 8. Alin, alin. Xin biết chào tất cả các bác. Thì cậu Tùng bên em đang đang tiếp loa các bác này. Các bác cũng đã thấy là alo sát xịt loa này mà không mà em để echo dài các bác nhé. Alo chậm một chút. Đấy. Echo rất dài luôn. Đấy mà không có hiện tượng hú rít. 2 3 4 5 6. Đấy thì hôm nay em có test rồi, ok ok. Em có test cho anh Long Quách, anh ở Đồng Nai, số điện thoại là 5338. Thì anh có muốn mua một con XTR 2.0 này bên em. Thì với con XTR 2.0 thì chắc các bác cũng không còn xa lạ gì nữa. Quảng cáo lại các bác nhé. Thì các bác nào có muốn nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này bên em. hoặc là truy cập website Thắng Cao Audio để trực tiếp đặt hàng trên trang web. Đấy, hoặc là các bác có liên hệ trực tiếp hai số điện thoại cũng ok. Đấy thì hôm nay em test cho anh Long Quách một chiếc XTR 2.0 như các bác cũng đã thấy rồi. Cậu Tùng gọi alo rất sát loa. Và kết nối như thế nào? Kết nối thì đơn giản thôi. Thì từ cái mic không dây, tức là ở đây em đang sử dụng URX đây các bác này. URX, một bộ mic với giá hiện tại là rất là 6 số mà có tự ngắt, giá chỉ 2.200.000 đồng thôi. Và chúng ta sẽ nối hai đầu Canon của nó lên đầu in. Đây các bác có thể nhìn thấy hai đầu in của con XTR 2.0. Còn đầu out của XTR 2.0 thì chúng ta sẽ cắm xuống mic 1 hoặc là mic 1, mic 2 của... Đấy, các bác có thấy em động ở đây. Nó sẽ kêu. Thì sẽ cắm vào mic 1, mic 2 của con K6000 này. Hiện tại em đang bán con K6000 này giá 2.6 các bác nhé. Tiếng echo rất là hay và có thể chỉnh được dài rất là đẹp luôn. Đấy, alo lại cho anh phát xem nào. Đấy, thì đứng sát loa cũng không có hiện tượng... Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lên, lên. Đấy, các bác có thấy không? Chống ngủ tốt không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên. Rồi, echo rất là dài nhá. Các bác có thể thấy. 1, 1, 1, 1. Đấy, rất dài. Đấy. 3, 3, 3. Đấy, mà không có hiện tượng hú rít gì cả. Đứng sát loa luôn. Và cái con XTR hiện tại giá đang rất là hấp dẫn. Chỉ 1.100.000. Với giá là giá bao ship. Còn 1 triệu là giá không bao ship các bác nhá. Đấy thì anh lấy cả một đôi dây, hai đôi dây nữa. Thì anh cứ về anh cắm từ mic không dây của anh, Canon không dây, lên đầu in của con chống hú này. Còn đầu out của chống hú thì chúng ta lại cắm vào vào mic 1 hoặc là mic 2 của con van. Thế là xong, thế là kết nối bình thường anh nhé. Thì cái con XTR 2.0 này là một trong những cái dòng mà em thấy là chống hú rất ok. Và tiếng nó rất là thật luôn. Đấy, có alo thì tiếng nó cũng không bị... Nó không bị méo. Đấy, alo. Alo, 1, 2, các bác có thấy là cái tiếng không bị méo một chút nào. Giọng của em đấy, giọng em vẫn nguyên luôn. 6, 7, 8, 9. Và echo em để rất là dài. Echo em đang để rất là dài. Để thử alo tiếp đi. Alo, 1, 2. Echo để rất là dài các bác nhé. 3, 4. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em hoặc truy cập website Thắng Cao Audio các bác nhé. Giá chỉ 1.100.000 đồng thôi. Đấy, và nói chung là cái con XTR nó rất là xứng đáng với giá tiền của nó. Chống hú cũng rất là tốt, rơi vào tầm khoảng độ đến 85-90%. Đấy thì các bác không cần phải xử lý gì nhiều. Rồi ok, hẹn các bác ở những clip lần sau. Các bác nào muốn mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với nhá. Thì con này em thấy chất lượng rất là ok đấy các bạn. Hàng loại 1 China. Và nó em nói luôn, con này là hàng China. Vì tại sao nhiều anh em cứ hỏi là hàng Việt Nam hay là hàng gì. Đây em tắt đi này. Anh em nhìn thấy luôn anh em nhá. Made in China. Chứ không có chuyện là hàng Việt Nam đâu các bác nhá. Made in China các bác nhá, hàng chuẩn các bác nhá. Chứ không phải hàng Việt Nam cái gì người ta nói là hàng Việt Nam chất lượng cao gì đó. Cái điều đó là không phải anh em nhá. Việt Nam thật ra là cũng đặt hết con này bên Trung Quốc hết. Chẳng qua dán cái mác là Made in Việt Nam thôi, như Asanzo thôi. Đấy. Thì các bác có thể biết Made in China hết các bác nhá. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau ạ.